Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại hôm nay Quân đang trên đường đi quay phim cho mọi người và đi làm, gọi là đi làm mọi người ạ. Thì mấy anh em đang dừng chân ở đây. Ở gần đây thì Quân thấy nó giống như một cái trang trại. Đây là một cái ao cá khá là đặc biệt. Thì hôm nay ấy, thì đi đến cái chỗ này này. Ở đây có một cái ngôi chùa, cái này không phải là cái giống như một cái nhà là người ta xây dựng lên để người ta trông coi các cái khu vực ở đây để đang trông coi cá này rồi chăn nuôi ở khu vực này mọi người. Thì khi Quân lại đây để Quân nghỉ ngơi ở đây thì thấy ở những cái ngôi nhà này có một cái điều rất là đặc biệt. Hiện tại bây giờ trời cũng khá là nắng. Mới đầu thì Quân nghĩ là đây chỉ là một cái nhà thôi. Sau khi để cái túi ở khu vực này thì lại khu vực này đây thì thấy có một cái bức hình nó làm cho Quân tò mò, hơi giống một cái ngôi miếu hay là một cái ngôi chùa. Đấy, đây mọi người thì mình đây này mọi người nhá, đây cái bức hình này cái kỳ bí như vậy. Chắc có lẽ là khi mà chúng ta mà đi đến một cái ngôi nhà mà khắc hình một cái bức tượng thế này, đây không ai dám vào, mình nghĩ rằng nó sẽ là một cái ngôi miếu, ngôi chùa. Đây mọi người nhá, đó mọi người nhìn thấy không, đó đắp một cái bù điêu một tướng sĩ đang cầm một thanh gươm với một cái cung hướng về đây, có nghĩa là trên này đã có một cái hoa sen đó mọi người nhá. Đấy, ở cái cửa dưới đây đấy. Thì bây giờ mà vào trong đây mà chắc là nếu chúng ta muốn vào là sẽ bị chúng ta có cái cảm nhận rằng là khi chúng vào là sẽ bị cái tướng sĩ này sẽ vung kiếm hoặc là dùng cung đó mọi người nha. Đó, sau khi mình lại gần thì mới biết đây là cái phòng mà người ta xây dựng lên để chăn nuôi ở khu vực này. hơi ghê một chút, không biết bên trong này cái cửa thì không có khóa gì hết mọi người. Đây mọi người nhá, đó mọi người nhìn cái bức phải nói rằng là có thể nói rằng là cái người mà xây dựng nên cái ngôi nhà này là một cái họa sĩ đấy, phù du á. Ờ, tượng phù du, ông anh đang đứng ở bên cạnh này. Đây mọi người nhá, đây cái cửa không cần khóa mọi người nhá, mà chúng ta nhìn từ xa chúng ta không bao giờ dám mở cửa luôn đó. Như thì như một vị thần canh giữ luôn, nó kỳ lạ như vậy. Đấy, đó mọi người, đây, cửa đây, này, và để đổ người ta trong này thì mình cũng không nên vào. Tượng phù điêu đúng không? Không phải tượng phù du mọi người nhá, tượng phù điêu, đấy, tượng phù điêu, đắp phù điêu đó mọi người. Đây này, theo khi vào bên trong mọi người nhá, không biết bên trong này có cái gì không? Đây này. Đó. Ôi trời, mình mùi lắm. Có cái chăn màn ngủ trong này thôi mọi người, không có gì cả. Đấy, người ta làm vườn ở đây, không có gì, đóng lại cho họ. Nhưng mà thấy một cái điều kỳ bí như vậy, một cái ngôi nhà kỳ lạ, rất là kỳ bí luôn. Mọi người thấy hay không? Đó, cũng phải nói là cái ông chủ này là cái ông giỏi đắp về các cái phù điêu rất là tốt luôn. Đấy, đây là cái vườn. Đấy, thì hôm nay tình cờ qua đây để quay cho mọi người một cái sáng kiến rất là độc đáo và cũng rất là lạ. Thì giờ mới mà nhìn thế này thì là giống như là ông này ông trông coi cái ngôi nhà này. Thì ai vào thì đây thì phải ban đầu mình còn phải khấn bái đó mọi người ạ. Mới đầu vào mình còn phải khấn bái là không dám vào đâu. Đấy, kỳ bí như vậy. Thôi hôm nay video chia sẻ với tất cả mọi người một cái ngôi nhà độc lạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.